Quý vị thân mến, có lẽ dư luận sẽ chẳng thể nào quên được những vụ cháy tại các địa điểm kinh doanh karaoke xảy ra khiến cho nhiều người thiệt mạng. Sự thật đau xót này đã nhắc nhở cơ quan chức năng phải siết chặt hơn công tác quản lý phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên mới đây, Ban Dân Nguyện đã có kiến nghị tháo gỡ bất cập trong quy định phòng cháy chữa cháy. Vậy Bộ Công an đã nói gì về kiến nghị này? Mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 10 tháng 4 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung ban dân nguyện nêu theo phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, quy định về điều kiện đảm bảo phòng cháy chữa cháy chưa khoa học, chưa phân loại theo mức độ rủi ro của ngành nghề sản xuất kinh doanh, làm tăng chi phí quá mức cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã và đang sản xuất kinh doanh nhiều năm buộc phải tạm dừng hoạt động do không đáp ứng được yêu cầu về phòng cháy chữa cháy về một số kiến nghị được ban dân nguyện nêu trong báo cáo bao gồm việc nghiên cứu đề xuất giải pháp phân loại mức độ rủi ro về phòng cháy chữa cháy tháo gỡ các bất cập trong quy định về phòng cháy chữa cháy để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thứ trưởng lê quốc hùng cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến trên và cho rằng cần nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp kinh doanh trong trường hợp có điều kiện về an ninh trật tự thì cần phải tuân thủ chấp hành nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy Thứ trưởng Bộ An ninh Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, nếu chúng ta hạ mức các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy thì hậu quả liên quan là rất lớn, liên quan đến tính mạng và tài sản của người dân. Trong trường hợp cụ thể thì Bộ Công an sẽ tiếp thu để nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền có thể thay đổi, điều chỉnh bổ sung theo từng trường hợp thứ trưởng lê quốc hùng cho rằng vấn đề quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy là phải tăng cường tính tự giác trong chấp hành tuân thủ quy định phòng cháy chữa cháy người đứng đầu các cơ sở trọng điểm về chính trị văn hóa xã hội và các hộ kinh doanh cá thể phải thường xuyên có ý thức tổ chức kiểm tra việc đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy phối hợp tốt trong việc thẩm định ra soát và bổ sung kịp thời các yêu cầu phòng cháy chữa cháy để phòng ngừa